Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn nữ thần. À, chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. À, chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó cũng tự động, nó tự động lắc theo đối trọng của lực lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này nó chạy bằng cơ hết. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu. 19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần săn bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em. Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn nữ thần. À, chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. À, chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó cũng tự động, nó tự động lắc theo đối trọng của lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này nó chạy bằng cơ hết. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu. 19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần săn bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em. Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn nữ thần. À, chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. À, chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó tự động lắc theo đối trọng của lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này nó chạy bằng cơ hết. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu. 19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần săn bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em. Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn nữ thần. À, chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. À, chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó tự động lắc theo đối trọng của lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này nó chạy bằng cơ hết. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu. 19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần săn bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em. Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn nữ thần. À, chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. À, chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó tự động lắc theo đối trọng của lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này nó chạy bằng cơ hết. À, mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu.
19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần con bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em. Đẹp lung linh các bạn. Đây là chiếc đồng hồ nữ thần tượng săn bắn. Nữ thần. Chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 70, gần 80. Nó tầm 76 đến 78 khoảng đấy. Nhưng chắc chắn là trên 75, 76. Đấy. Tất cả được làm bằng đồng đúc. Đây gọi là đồng hồ nữ thần săn bắn. Chiếc đồng hồ này chạy bằng cơ quá nhé. Và nó lắc này, nó cũng tự động lắc theo đối trọng của lực cân bằng của trái đất ấy. Chứ không phải là con này là chạy bằng cơ hết. Mức giá của chiếc đồng hồ này có mức giá là 19 triệu đồng. 19 triệu. 19 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nữ thần săn bắn. Tất cả đều chạy bằng cơ và đồng nữ tướng, nữ thần kia được đúc bằng đồng. Em cảm ơn các bác ạ. Có gì các bác liên hệ với em.